Dạ, gốm Nhật Xuân Lãm, gốm Nhật Nguyễn Nương. Xin chào quý cô chú anh chị. Anh chị hôm nay em sẽ quay video cửa hàng nha anh chị. Anh chị yêu thích sản phẩm nào thì anh chị cứ gửi ảnh qua giúp em nha. Và em sẽ cho anh chị thông tin của sản phẩm và báo giá cho anh chị nha anh chị. Cái này là một cái cặp chuế nha, cặp chuế vẽ chim trĩ hoa mẫu đơn nha anh chị. Cái này là đường kính, đường kính này là trên một trên nửa mét nha anh chị. Đó, cái này em báo rõ là cái này là hàng tàu nha. Đó, một cặp chuế đường kính rất là lớn luôn. Cái này ưu tiên cho anh chị chốt một cặp nha. Đó, ưu tiên cho anh chị chốt một cặp. Quay từng sản phẩm rất là chậm nha anh chị. Đó, và anh chị yêu thích sản phẩm nào thì anh chị cứ gửi ảnh qua giúp em nha. Cứ gửi ảnh qua giúp em nha anh chị. Là một cái dĩa tông nổi lắc cơ vàng nha. Một cặp bình anh chị, cái này là bình tàu nha, họa tiết nó là vẽ gà. Rất là đẹp nha. Anh chị thích sản phẩm nào thì anh chị cứ gửi ảnh qua giúp em nha anh chị. Một cái bình mộc, một bình mộc này là có hộp nha. Cái bình này là rất là đẹp nha, vẽ cái này là phong cảnh Âu nha anh chị. Phong cảnh Âu này. Cái dĩa chất liệu là bằng gỗ hương nguyên khối nha anh chị. Dĩa này vẽ rồng phụng, dĩa tứ linh nha. Bình đá, đây là một cái nón mộc nha anh chị. Một cái nón mộc đường kính rất là lớn nha, đường kính lớn. Rồi anh chị, là khu vực này là chén cơm ngũ sắc nha anh chị, chén cơm ngũ sắc. Tất cả cái hàng này là chuẩn hàng Nhật luôn nha, truyện ký là ok nha anh chị. Đây.
là đường kính là 12 nha anh chị, miệng là 12 và cao là 6 nha. 12 cao 6. Còn cái này anh chị, cái này là những dòng đĩa Pháp nha anh chị, đĩa tô mà hàng Pháp nha. Đó, nói chung là dòng này là mới chưa qua sử dụng và nó có chuyện hết nha anh chị. Có chuyện hết nha. Mình sẽ để nghiêng như thế này mình sẽ thấy chuyện Pháp nha anh chị. Cái này em có số lượng nha. Đó, anh chị còn sản phẩm nào thì anh chị cứ gọi ảnh qua giúp em nha. Này là chén cơm nha, chén cơm rồng nha anh chị. Chén cơm rồng miệng 12 và cao 6. Cái dòng này là dòng sứa cao lanh nha anh chị. Sứa cao lông lanh. Chưng đĩa đường kính 45-46 nha chị, dòng Imari nha. Ở ngoài ra thì sẽ có những bình hút lọc nha anh chị, hút tài hút lọc nha. Anh chị xem anh chị yêu thích sản phẩm nào thì anh chị gửi ảnh qua nha, các bạn Zalo hoặc là anh chị gọi điện trực tiếp qua hai số điện thoại là 0935 245 244 nha anh chị, hoặc là số 0913 330 469. Cái này là một cái em đĩa xe loan Phú Quý rất là đẹp nha. Đó, anh chị cứ gọi ảnh qua giúp em nha anh chị. Một cặp đĩa Imari nổi nha anh chị, rất là đẹp. Cái này là em có số lượng là một cặp luôn đó. Nó bị khuất ở phía sau. Còn em này là một cái tượng Phật Di Lặc bằng gỗ hương nguyên khối nha anh chị, cao là 50 cm. Chị cứ gửi ảnh qua các bạn Zalo qua hai số điện thoại là 0935 245 244 hoặc là số 0913 330 469 nha anh chị. Rồi em xin phép chào quý cô chú anh chị.